Chào các bạn, tiếp tục chuyên đề về điện công nghiệp của công ty Sunlight Electrical Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về cách vận hành tủ điện ITS. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về cái tủ điện ITS. Đây là tủ điện ITS do công ty Sunlight Electrical Việt Nam sản xuất. Tủ điện này dùng để cấp nguồn cho một cái phân xưởng của một cái nhà máy sản xuất. Tủ điện này được cấp nguồn từ một cái tủ điện MSB và một cái trạm biến áp. Đây là cái đèn báo nguồn vào cho tủ điện từ cái tủ điện MSB. Đây là đèn báo nguồn vào cho tủ điện từ cái trạm biến áp. Đây là cái đèn báo on off của cái ITS ở nhánh nguồn từ cái tủ điện MSB. Đây là cái đèn báo on off của ITS ở nhánh nguồn vào từ cái trạm biến áp. Đây là đèn báo nguồn ngõ ra của cái ITS. Đây là các cái công tắc điều khiển. Công tắc này có 3 vị trí: auto, stop và main. Đây là cái đồng hồ volt dùng để hiển thị điện áp nguồn ra cho tủ điện. Đây là cái đồng hồ ampere dùng để hiển thị dòng điện ngõ ra cho tủ điện. Đây là cái đồng hồ BM dùng để hiển thị thông số nguồn ra cho tủ điện. Đây là các cái cầu chì bảo vệ cho các đèn báo nguồn, cho cái relay giám sát nguồn và cho các cái đồng hồ. Đây là cái relay giám sát nguồn vào cho tủ điện từ tủ điện MSB. Đây là cái relay giám sát nguồn vào cho tủ điện từ cái trạm biến áp. Đây là cái MCCB 1 dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ cái tủ điện MSB. Đây là cái MCCB 2 dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ cái trạm biến áp. Hai cái MCCB này liên kết với nhau tạo thành cái bộ ITS cho tủ điện. Trên cái hai cái MCCB này được gắn cái motor ray dùng để on off các MCCB. Đây là cái MCCB 3 dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho toàn bộ phụ tải của tủ điện. Tương tự, đây là cái bộ ITS 2 của tủ điện. Cái bộ ITS 2 này, nó có cái công suất nó nhỏ hơn so với cái bộ ITS 1. Đây cũng là cái MCCB và cái motor ray của cái ITS 2 của tủ điện. Đây là các cái cầu chì bảo vệ cái relay giám sát điện áp ngõ vào cho cái ITS 2 của tủ điện. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn vận hành cái ITS. Như đã giới thiệu lúc đầu, cái ITS này được điều khiển bằng một cái công tắc. Công tắc này có 3 vị trí: auto, stop và main. Phần lớn thời gian làm việc của ITS là ở chế độ auto, cho nên là công tắc điều khiển này phải ở vị trí auto. Ngoài ra, trên cái motor ray cũng có một cái công tắc chuyển đổi chế độ làm việc. Thì công tắc này nó có hai cái vị trí auto và main. Khi ITS hoạt động ở chế độ auto thì công tắc này phải ở vị trí auto. Đây là cái vị trí auto. Trên cái motor ray này thì nó có cái nút nhấn on off dùng để on off cái MCCB khi ITS hoạt động ở chế độ main. Đây là cái cờ báo trạng thái on off của MCCB. Đây là cái cờ báo trạng thái charge của cái motor ray. Đây là cái cần charge dùng để charge cho cái motor ray để on off cái MCCB. Khi ITS hoạt động ở chế độ auto thì công tắc chuyển đổi chế độ hoạt động trên cái motor ray này cũng phải ở vị trí auto. Nếu như công tắc này ở vị trí main thì bộ điều khiển ITS sẽ không thể điều khiển on off cái MCCB. Vì vậy khi vận hành ITS thì chúng ở chế độ auto thì chúng ta phải gạt cái công tắc này sang vị trí auto. Ở chế độ auto thì ITS sẽ ưu tiên sử dụng nguồn từ tủ điện MSB để cung cấp cho các phụ tải. Cho nên là cái đèn báo trạng thái on của ITS ở nhánh nguồn vào từ tủ điện MSB đang on, và cái đèn báo trạng thái off của cái ITS ở nhánh nguồn vào từ cái trạm biến áp cũng đang on.
Hiện tại thì ITS đang sử dụng nguồn từ tủ điện MSB chung cung cấp cho các phụ tải. Khi cái nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái tủ điện MSB bị sự cố thì ITS sẽ thực hiện off cái MCCB 1 để ngắt nguồn cung cấp từ tủ điện MSB và sau đó on cái MCCB 2 dùng để sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp cung cấp cho các phụ tải. Sau đây chúng tôi sẽ giả lập cái nguồn cung cấp từ cái tủ điện MSB bị sự cố. Hiện tại cái nguồn cung cấp từ tủ điện MSB đang hoạt động bình thường. Trên cái relay giám sát nguồn từ tủ điện MSB cũng đang hoạt động bình thường. Chúng tôi sẽ cho cái nguồn cung cấp từ cái tủ điện MSB sự cố. Nguồn cung cấp từ tủ điện MSB đã bị sự cố. ITS đã thực hiện off cái MCCB 1 đóng cắt nguồn từ cho tủ điện USB và on cái MCCB 2 để sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp để cung cấp cho các phụ tải. Quan sát trên cái đèn báo trạng thái on off nguồn vào của ITS, ta thấy là đèn báo trạng thái off của ITS ở nhấn nguồn vào từ tủ điện USB đang on và đèn báo on của ITS ở nhấn nguồn vào từ cái trạm biến áp cũng đang on. Như vậy, khi nguồn cung cấp cho tủ điện từ tủ điện MSB bị sự cố thì ITS sẽ thực hiện off nguồn cung cấp từ tủ điện MSB và sau đó on có nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp để cung cấp cho các phụ tải. Khi tủ điện đang sử dụng nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp để cung cấp cho các phụ tải, nếu như có nguồn cung cấp từ cái tủ điện MSB được phục hồi thì ITS sẽ thực hiện off có nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp và sau đó on có nguồn cung cấp từ tủ điện MSB để cung cấp cho các phụ tải. Chúng tôi sẽ giả lập cái nguồn cung cấp từ tủ điện MSB được phục hồi. Quan sát trên cái relay giám sát nguồn từ tủ điện MSB, ta thấy là nguồn từ tủ điện MSB bị sự cố mắc pha MCCB 2 đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp đang on và MCCB 1 đóng cắt nguồn từ tủ điện MSB đang off. Chúng tôi sẽ giả lập nguồn cung cấp từ tủ điện MSB được phục hồi. ITS thực hiện off cái MCCB 2 đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp và sau đó on cái MCCB 1 đóng cắt nguồn từ cái tủ điện MSB. Quan sát trên cái đèn báo trạng thái on off nguồn vào từ cái ITS, ta thấy là đèn báo trạng thái on của ITS ở nhánh nguồn từ tủ điện MSB đang on và đèn báo off trạng thái của ITS ở nhánh nguồn từ trạm biến áp cũng đang on. Đó là cái trạng thái hoạt động của ITS ở chế độ auto. Tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn vận hành cái ITS ở chế độ main. Thì để vận hành cái ITS ở chế độ main thì chúng ta sẽ chuyển công tắc điều khiển ITS sang vị trí main. Hiện tại công tắc điều khiển ITS đang ở vị trí auto thì chúng ta sẽ chuyển nó sang vị trí main. ITS đang sử dụng nguồn từ cái tủ điện MSB để cung cấp cho các cái phụ tải. Cái đèn báo trạng thái on của ITS ở nhánh nguồn vào từ tủ điện MSB đang on và cái đèn báo trạng thái off của ITS ở nhánh nguồn từ cái trạm biến áp cũng đang on. Chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp để cung cấp cho các phụ tải. Sau khi chuyển công tắc điều khiển ITS sang vị trí main thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển công tắc chuyển đổi chế độ trên hai cái motor ray sang vị trí main. Hiện tại cái MCC1 đóng cắt nguồn mà từ cái tủ điện MSB đang on, trước khi on cái MCCB2 đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp thì chúng ta phải tiến hành chuyển cái MCCB1 sang vị trí off. MCCB đóng cắt nguồn từ tủ điện MSB đã được off thì cái đèn báo trạng thái off của ITS ở nhánh nguồn vào tủ điện MSB cũng đang on và cái đèn báo trạng thái off của ITS ở nhánh nguồn vào từ cái trạm biến áp cũng đang on. Chúng ta sẽ on có nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp để cung cấp cho phụ tải bằng cách là nhấn nút on trên cái motor ray MCCB2 đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp đã được on. Cái đèn báo trạng thái on
của ITS ở nhánh nguồn từ cái trạm biến áp cũng đang on. Như vậy, chúng ta đang sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp để cung cấp cho các phụ tải. MCCB2 đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp đang on và cái MCCB1 đóng cắt nguồn từ tủ điện FFB đang off. Sau khi không còn điều khiển ITS ở chế độ main thì chúng ta sẽ chuyển ITS về vị trí auto bằng cách là gạt công tắc chuyển đổi chế độ trên hai cái motor ray sang vị trí auto. Sau đó chuyển công tắc điều khiển ITS về vị trí auto để cho ITS tự động làm việc. Hiện tại là ITS đang sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp để cung cấp cho các phụ tải. Chúng ta sẽ chuyển công tắc điều khiển ITS về vị trí auto. ITS đã thực hiện off có nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp và sau đó on có nguồn cung cấp cho từ tủ điện MSB để cung cấp cho các phụ tải. Đèn báo trạng thái on của ITS ở nhánh nguồn vào từ cái tủ điện MSB đang on. Và cái đèn báo trạng thái off của ITS ở nhánh nguồn từ cái trạm biến áp cũng đang on. Như vậy hiện tại là tủ điện đang trở về cái trạng thái làm việc bình thường. Trong trường hợp chúng ta muốn ngắt nguồn cung cấp cho phụ tải của tủ điện thì chúng ta sẽ chuyển cái công tắc điều khiển ITS sang vị trí off. Hiện tại ITS đang sử dụng nguồn từ cái tủ điện MSB để cung cấp cho các phụ tải và ITS đang hoạt động ở chế độ auto. Chúng ta sẽ chuyển công tắc điều khiển ITS sang vị trí stop thì ITS sẽ off MCC1 để đóng cắt nguồn cho tủ điện từ tủ điện MSB. ITS đã thực hiện off cái MCCB1 để ngắt nguồn cho tủ điện từ tủ điện MSB. Đèn báo nguồn của ITS đã off và phụ tải của ITS đã bị ngắt nguồn. Chúng ta sẽ chuyển công tắc điều khiển ITS sang vị trí auto. ITS đã thực hiện on cái MCCB1 để sử dụng nguồn từ cái tủ điện MSB cung cấp cho cái phụ tải của tủ điện. Chúng tôi vừa hướng dẫn vận hành cái ITS được tích hợp từ hai cái MCCB do công ty Sunlight Electrical Việt Nam sản xuất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chuyên đề tiếp theo. Xin cảm ơn.